Vâng, và chào mừng toàn thể tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của mình, AutoCheck Sài Gòn. Và hiện tại đứng trước mắt tất cả các quý khách hàng hiện tại đang là dòng sản phẩm Vanguard được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga. Và nhân tiện với một cái màu sơn tương đối là nổi bật ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến tất cả quý khách hàng nhanh về cái dòng sản phẩm này. Và hiện tại cái dòng sản phẩm trước mắt quý khách hàng đang là dòng sản phẩm Vanguard phiên bản thùng dài nha các bạn. Đấy, phiên bản thùng dài thì các bạn cũng nếu mà để ý thì các bạn rất là dễ nhìn so với bản thùng ngắn là ở giữa nó có một cái khớp nối. Đấy, cái chassis nó nói ra dài hơn thôi. Và đây là thuộc một cái đơn vị vận tải đã tin dùng và đầu tư bên công ty sơn màu theo yêu cầu để thể hiện cái thương hiệu của cái đơn vị đó. Và cái dòng sản phẩm này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga. Và cái kích thước của cái lòng thùng đối với cái bản thùng dài như thế này là 3m6 nha các bạn. Và cái thể tích thùng hàng lên đến 13,5 khối. Thì cái số lượng hiện tại cho cuối năm 2021 hiện tại chỉ còn lại khoảng vài chiếc thôi. Và hiện tại đang được chờ khách để có thể là ghép xe. Nếu mà quý khách hàng có cái dự định thì nhanh chóng liên hệ với mình để nhận được cái giá ưu đãi nha. Và cái video này mình sẽ quay tổng quan về cái con gáp này, màu sắc rất là đẹp các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái khoang hàng của con gáp. Đây là cái khoang hàng nè. Thì với cái cấu hình mà 3 chỗ thì bên mình có hai bản, là một bản thùng ngắn và bản thùng dài. Cái bản thùng ngắn thì có kích thước là lọt lòng là 3m1 và cái bản thùng dài kích thước lọt lòng là 3m6. Và về cái hai phiên bản thì nó chênh lệch khoảng nửa mét thôi các bạn. Đây là cái lòng thùng dài của con xe gáp dài nè. Để các bạn nhìn từ xa nè. Ủa, rất là rộng các bạn, nhìn rất là to. Đó. Kích thước này lên đến 13,5 khối lần mà. Và cái điều đặc biệt của các dòng sản phẩm mà Vanguard á, vì đây là cái dòng sản phẩm định vị để chở hàng hóa vào nội ô và di chuyển hàng hóa, giúp các đơn vị vận chuyển hàng hóa, vận chuyển vận tải nè, rồi hàng hóa mà ví dụ như là chăn ga, gói nệm hoặc là đồ nội thất đấy, hoặc là hàng thực phẩm để di chuyển vào trong phố, di chuyển 24 giờ. Đó là cái điểm đặc biệt của cái dòng sản phẩm van đấy. Tải van đó thì cái ưu điểm đặc vượt trội so với các đối thủ là di chuyển trong nội ô nha. Đó. Bởi vì đây là cái thiết kế để chuyên để chở hàng. Thì GAT đã bố trí cho tất cả cái dòng Vanguard là đều có các móc chuyên dùng như thế này. Móc chuyên dùng như thế này để móc dây và có thể là cố định các vật tư bố trí, các hàng hóa bố trí trên lòng thùng. Đấy. Và xe này thì hiện tại đang trên trung tâm đăng kiểm, đang được ra biển số rồi, đang được kiểm định. Đó, bây giờ mình sẽ lại vào trong khoang lái của con xe. Thì cái màu rất là đẹp. Thì bên mình thì sơn đổi màu hết cho tất cả các dòng gáp nha. Thì với cái lô mà 2021 mình về thì chỉ có màu trắng thôi, nhưng mà hầu như là hôm giờ mình sơn cho nhiều đơn vị rồi. Màu xanh có, màu vàng có và màu cam có, màu đỏ như thế này có. Và với cái bản thùng dài như thế này thì cái tải trọng nó là 670 kg nha các bạn. Và cái bản thùng ngắn là 945 kg. Với cái dòng sản phẩm này thì hiện tại nó đang được sử dụng khối động cơ Cummins. Động cơ với dung tích là 1.776 cm khối. Thì cái động cơ này là được đánh giá là rất là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ đâu đó khoảng 8,5 đến 9 lít trong 100 km thôi. Đó. Và bây giờ mình sẽ lên vào khoang trong nội thất nha. Mình cũng thông báo luôn là hiện tại bên mình chỉ còn vài xe với thùng dài như thế này thôi. Và hiện tại thùng ngắn thì đã hết rồi. Hết xe cho năm 2021 rồi. Thì dự kiến là đầu tháng 1 năm 2022 á thì xe mới bắt đầu về tiếp nha các bạn. Đó. Và hiện tại thời điểm hiện tại chỉ mới tháng 11 thôi.
và bên mình xe đã hầu như là đã có khách hết rồi, và đã ba thùng dài đã hết sạch rồi, thùng ngắn hết, và thùng dài chỉ còn tầm 3 đến 4 chiếc thôi. Nếu mà nhanh thì có thể là mình sẽ đặt cọc và giữ xe cho các bạn nha. Đây cái màn hình nè, để mình bật chìa khóa lên nha. Đó, cái màn hình của cái dòng Vanguard này á, theo như mình đã sử dụng và mình trải nghiệm á, thì cái màn hình này nó rất là nhạy, cái màn hình cảm ứng này rất là nhạy các bạn. Đó, màn hình cảm ứng rất là nhạy. Bên trong khoang nội thất thì cũng không có gì thay đổi, rất là rộng rãi với bố trí là 3 chỗ ngồi nha. Về các hốc để đồ thì rất là tiện dụng. Đây, bên đây hốc để nước, hốc này, dưới đây là gạt tàn thuốc, mồi thuốc, các hốc như thế này, và đây là cái bảng tắp lô nè, với một cái màu xanh lá rất là nổi bật. Nó bố trí hầu như là đầy đủ các thông tin của xe để có thể là các bạn xem. Đó, và xe thì có ABS hỗ trợ chống bó cứng phanh và hệ thống cruise control nè. Đó, thì khoang nội thất là tương đối như vậy thôi. Và mình sẽ xin tổng kết là một số cái ưu điểm của con Vanguard này để các bạn có thể là nắm lại một lần nữa nha. Thì hiện tại cái dòng Vanguard này á, với tải trọng á, là thùng dài như thế này là 670 kg, cái ưu điểm là ra vào thành phố và vận chuyển hàng hóa trong thành phố là cực kỳ là tối ưu, với cái khoang hàng là lên đến 13,5 khối. Đó, cái ưu điểm thứ hai là sử dụng khối động cơ dầu Cummins rất là tiết kiệm nhiên liệu, 8,5 đến 9 lít/100 km thôi, và cái động cơ dầu này cực kỳ bền. Dạ, và cái ưu điểm thứ ba là các dòng sản phẩm từ nhập khẩu từ Nga đến từ trước đến nay á, thì phải nói về cái độ bền về khung gầm và chassis nha. Đó, cái độ bền về khung gầm và chassis á, lên đến là tới 8 năm bảo hành là nha. Còn về việc sử dụng thì hầu như là các quý khách hàng nào đã từng xem cái sản phẩm của Nga và sử dụng cái sản phẩm của Nga rồi thì không phải bàn cãi về cái chất lượng của cái các hàng đến từ Nga nha. Còn video cũng khá là dài rồi, thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ ngay cái hotline bên dưới 0938400239 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí nha. Hoặc là có thể là để lại cái comment bên dưới cái video này, thì đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn và báo giá nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Nhớ để lại like và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ AutoTruck Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.